Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 quân huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi gắm tất cả bạn một clip rất hay để nói về Nakaroth. Như các bạn thấy, team địch của Lavi, Kali, Florentino, Esu và đặc biệt là vị tướng Pain, mình nhận định được rằng đây là team địch có một lượng sát thương rất là tốt và đặc biệt máu đất giấy, cho nên mình đã chuẩn bị sẵn sàng cái bảng ngọc, build đồ, và trận đấu này mình sẽ lên đam. Và một cái điểm nữa, trước khi các bạn bán pick thì các bạn phải sẽ xác định là các bạn chơi Nakaroth full đam hay là lên semi tank thôi. Đặc biệt rằng khi các bạn bán pick xong, các bạn sẽ biết được rằng trận đấu này team mình yếu được nào và mạnh được nào. Thì các bạn hãy nhìn qua đi, ID không đi được với Floor, John, và thằng Batman không thể đi được với hai xạ thủ của nó. Và team mình được mỗi thằng mid, đó chính là Vera. Và Vera thì để mà nói nó mạnh thì không mạnh, nhưng nó chỉ mạnh về cái đồ hỗ trợ. Thì làm thế nào để hai đường yếu và một đường mid nó có thể hỗ trợ được, thì cách làm duy nhất trong trận đấu này ở đầu game sẽ như thế nào? Đó chính là mình sẽ cố gắng bắt thằng mid di chuyển. Thì làm thế nào để bắt thằng mid di chuyển? Đó là khi mỗi tên lính đến thì chúng ta sẽ ráp farm đẩy lính thật nhanh cùng với thằng mid. Thì đây là cái đánh đơn, mình cũng thể điều khiển thằng cái pha này không thể điều khiển thằng Vera đi theo mình được. Nhưng ví dụ nhá, từ chờ mình một chút, cái pha này là thằng Lavi không được rồi. Đấy, thằng Esu ăn đi. Rồi bắt man rệt nó đi. Rệt nó mà ăn nào. Rồi ui 3 4 giây mới hồi chứ một anh em ạ. Thôi mất hàng là ngon quá. Đấy. Thì làm thế nào để thì tùy thuộc vào Vera thôi. Đấy, chẳng hạn cái pha này mình đẩy lính thì thằng Vera nó sẽ đi xuống hỗ trợ đứng rông. Thì như nào ạ? Mình sẽ hỗ trợ đứng trên. Đấy. Thì chia ra thôi, bởi vì vốn gì ra cái trận đấu này nhá. Team mình mà được lết, thằng gión được bắn, thằng gión mạnh hơn, IV có đô thì không sợ team địch nhiều các bạn nhé. Và đặc biệt bản thân của mình cường lao chắc chắn rồi, mình phải có một cái vai trò rất tốt chứ, sẽ gánh team ở đầu và giữa game các bạn nhé. Đấy là cách mình phân tích và lối chơi, và đây là cái đánh đơn mình không cái pha này bắt má nó đầy đường nó thì không quan tâm rồi. Đấy, biển làm sao để thằng Vera này các bạn này, thằng mid mình di chuyển, thằng mid sát thương đầu game không có những hỗ trợ tốt. Cái choáng của nó thì tầm 2 giây. Đây, chẳng hạn cái phá này. Đây, choáng, hay quá. Đấy, các bạn thấy chưa? Chỉ cần thằng Vera nó di chuyển choáng tầm 2 giây thôi thì mọi chuyện đã rất khác. Và đặc biệt thằng Vera mà game này nó biết chơi này, đầy đường mà nó đi theo mình thôi thì làm được rất nhiều điều. Nhưng mà thực sự đấy đánh đơn, mình cũng không thể chat, và chat thì lại mất hay đi. Đấy, mình sẽ để một cái trận đấu tự nhiên nhất, giống như của các bạn sẽ chơi một trận đấu tự nhiên, sẽ tự nhiên, không có tiếng nói chung, và chúng ta sẽ làm theo những cái chiến thuật nó cường lao. Đấy, rồi farm xong rồi thì thằng Vera sẽ xuống như nào, xuống đường dưới hỗ trợ đi. Đường dưới của mình khá yếu đấy các bạn nhá. Đấy, đơn giản thôi, team mình là một cái team nó yếu hai đường kinh công và rồng, thì cái chuyện mà bị thua màng đấu game là cái chuyện tất yếu xảy ra. Đấy, rồi làm sao để thằng mid nó di chuyển đi. Một là check sai, thằng mid thực sự để mà nó không cần mình nhiều đô đâu, vốn gì đang Vera lết game nó mới cần đô. Còn đầu game và giữa game thì cho dù nó có sánh những cờ nào chẳng nữa cũng không thể một combo giết được, vốn gì nó chỉ là một cơ bản hỗ trợ chiêu 2 và cầu rìa tầm 60-70% máu thôi. Rồi cái pha này thằng Vera đi xuống dưới thì mình sẽ lăn lên trên. Đấy, thế này cả hai đều phụ trợ cho team mình. Đấy, Vera thì thủ đứng dưới, bản thân mình sẽ gánh đứng trên, hoặc thằng Vera mà gánh đứng trên thì mình sẽ xuống đứng dưới, sẽ giúp cho team mình ở đầu game không thọt không chết luôn. Đấy, thường nếu gặp những trận đấu đây nhá, thằng John nó sẽ rất là dễ chết, mà chết thì chỉ chờ đến mãi 15-16 phút là mình sống được thì rất khó. Những clip này ok, nói chung là đó lắm. Thực sự là theo một trận đấu thì chúng ta phải vận dụng nhiều cái tình huống khác nhau. Đấy, cho nên là đây là trong cái trận đấu này thì mình sẽ phân tích áp dụng cái chiến thuật để cho mid di chuyển đi. Đấy, nhưng mà tất cả vẫn là bản thân các bạn nhá, chẳng hạn Nakaroth, bản thân mình. Đấy, khi giai đoạn tới 4-5 phút như thế nào chúng ta phải gánh team. Mà gánh team thì gánh như thế nào ạ? Sẽ có hai cách gánh team. Một, các bạn lấy luôn trận đấu, nếu các bạn giỏi đủ giỏi để bắt lẻ được team địch combat
lẻ thẳng, trăm mắt trăm thắng, thì các bạn đó là một cách có thể là giúp team thắng luôn. Nhưng cách an toàn hơn, từ cách an toàn hơn đó là các bạn sẽ làm như thế nào đến nữa, từ phút giữa game các bạn sẽ cố gắng bắt lẻ và để cho team mình được farm late game, đó là cách an toàn hơn các bạn nhá. Được rồi, thì mình cũng không thể biết được trận đấu này mình có thể là làm được cách một cách hai, nhưng mình sẽ cố gắng ra cái chiều hướng nào mình sẽ đánh theo chiều hướng đó. Chẳng hạn ví dụ trận đấu này mình xanh nhá, bản thân mình xanh thì mình cố gắng đây thằng Kakali này thì mình cố gắng sẽ kết thúc trận đấu luôn để team mình khỏe. Nhưng nếu ví dụ mà team địch có đánh hay chẳng hạn, và trận đấu này team địch đánh hay đấy, thì mình sẽ cố gắng để cho đồng đội cố kéo thời gian cho đồng đội farm có vàng để nó đánh late game. Đấy là hai cách mà chúng ta cầm Nagarot đánh ở giai đoạn giữa game các bạn nhé. Còn late game thì chắc chắn rồi, phải đồng đội chứ các bạn, late game phải đồng đội chứ, đâu với giữa game các bạn không cần đồng đội. Mình ok cùng quan điểm, nhưng late game phải cần đồng đội. Rồi pha này Kali chữa một rồi, quẹt chữa ba, trừng phạt một mạng ngon lành đấy. Cứ bắt lẻ đơn giản như này thôi thì thằng mid của nó sẽ bị chậm lại tầm vài phút đấy. Cứ giết thằng Flo một mạng thì Flo nó sẽ chậm vài phút và team mình sẽ được phá vài phút đấy các bạn nhá. Rồi đơn giản như vậy thôi. Cho nên là cái thế trận này thì mình đã biết được rằng là team này thì mình sẽ phải lên đám đấy, mình bắt buộc phải gom ảnh ở giai đâu bây giờ game nhá. Ví dụ gặp cái thế trận này các bạn lên tánh thì đâu bây giờ game các bạn đám đâu ra để các bạn thì combat thẳng hoặc bắt lẻ thẳng được đấy. Cho nên trong buổi trận đấu chứ các bạn nhìn cương lao cách chớ, luôn luôn vận dụng những kiến thức và đặc biệt rằng hợp với cái team của nó pick. Ví dụ team của nó pick tánh cớ chẳng hạn, hoặc team nó pick late game chẳng hạn, thì game này lại đánh như kiểu khác. Đây la vào bắt lẻ tiếp rồi thằng Esu nha, ngon lành. Rồi ok, khả năng team mình sẽ có thêm 3-4 phút được farm free các bạn nhá. Hiện tại KDA của mình là 501, team của mình là 99 rồi. Thì bây giờ là cái thế trận hoa, và các bạn hiểu này, hai cái team này nhá, nếu mà cứ kéo các dây game thì team mình càng có lợi. Tại sao lại như vậy? Team mình late game, đường rồng late game chặt rồi. Đấy, thằng vẽ ra làm late game chứ. Vẽ ra nhá các bạn nhá, late game nó chỉ cần dính một trò là chết một thằng các bạn ạ. Thằng gió nó bắn được này, thằng... Tại sao mình là thằng gió này bắn được? Bởi vì team mình có Batman. Team mình có Batman, xà thủ nó làm gì dám lao lên đâu. Batman nó sẽ làm điều đấy và còn Nagarot nữa cơ. Cho nên game này thằng gió easy được bắn luôn, team địch không thằng nào dám lao lên luôn, trừ có lên được thì thằng Pain lên thôi. Thế thằng Pain thì mình nghĩ là không ăn thua. Đấy, đấy là cách mình phân tích của một trận đấu, và khi mình chơi bất kỳ một trận đấu nào đi chăng nữa mình phải phân tích, và trong clip này cũng như vậy. Trời ơi, mày hướng dẫn mà quên một cái điều rất quan trọng các bạn nhé. Điều quan trọng nhất đó chính là như nào ạ? Các bạn đang có nhu cầu mua nick thì đừng quên hãy nhắn tin vào số Zalo của mình nhé. Nếu các bạn muốn nick trên 700.000 thì hãy nhắn tin vào số Zalo của mình để mình tư vấn. Còn các bạn đang mua dưới 700.000 hãy vào shop mưa sương.vn để các bạn mua nha. Rồi, phá đề lao lên. Đây rồi, chưa ba luôn quyệt. Cấu đìa màu tất các bạn ạ. Như vậy thôi. Ui dồi ôi. Đấy các bạn ạ. Phún đám này các bạn ạ. Nhảy vào chứ chỗ cái gì, cái thằng Kali nó sổ cái đi luôn anh em ạ. Nó ác thật đấy các bạn ạ. Ác thật đấy. Rồi bây giờ là phút thứ 10 rồi, và hiện tại thì hai team đang rất cân bằng về mạng. Những cái thế trận đi ngang nhau thôi, thế trận ngang nhau các bạn nhá. Hai thế trận ngang nhau rồi, phá này bắt được lại bi là ngon này. Rồi ok, combat ngon luôn. Rồi thằng Aisu chết không? Khả năng Aisu sẽ chết tiếp. Ngon lành. Ăn được hai mạng rồi, nhưng không sao, từ từ. Chứ làm gì nhiều đó, bởi vì như nào ạ? Đừng lính các bạn kìa, phá này, ôi các bạn combat làm gì nữa. Đấy lính của team mình chưa để cao, cái phá này không giảm lên, nó lên là mình chết rồi các bạn ạ. Từ từ cầu đìa thôi, thằng Pain tàu giết mình chết luôn cái phá này. Rồi ok, thằng Pain chết rồi các bạn nha. Đây, rồi đánh, ôi trời ơi, bấm nhầm cái băng sướng anh em ơi. Ôi chào. Đấy, các bạn nào mà vuốt cái map bằng cái ngón tay cái ấy, thì các bạn thường bị, nói chung cái bản thân của mình bị dính cái băng sướng lồi thì rất là nhiều lần rồi. Mẹ, cái băng sướng tiếc thật anh em ạ. Đấy, vuốt map bằng ở cái phía đấy thì nó rất dễ bị ăn cái băng sướng nhá. Rồi cái này full đam anh em nhá. À đặc biệt các bạn thành muốn nick các bạn ủng hộ cho mình nhá. Mỗi clip của Cương Lao luôn luôn tâm huyết cho anh em, rất tâm huyết nhá. Đấy, bây giờ thì về ra nó late game đấy. Nó bây giờ nó đi bắt lẻ đấy. Đấy các bạn, đơn giản mình trận đấu đấy thằng gió easy được bắn luôn. Không cần phải nói nhiều, team mình cái gì? Bốn thằng lao lên nó, thằng lao đi bắt lẻ đi con đất xong. Không kịp chỗ gì anh em ạ. Đấy. Team mình này, ID lên này, Batman lên này, vé ra thậm chí nó cũng lên luôn. Mà không cần lên thì đứng cạnh thằng John là thằng John auto được bắn luôn. Chả thằng nào giảm, 10 thằng Pain không giảm vào. Đấy, pha này chỉ cần combo xương mà ăn được 80% máu của nó đó các bạn. Đấy,
John cứ bắn đi, không thằng nào dám lấy nó, mình thề luôn. Trận đấu này thằng John chỉ xử là xử đầu game thôi. Nhưng khi mà đầu game được đồng đội nó gặp Cương Lao phân tích và ấy được thì bây giờ thì bắn bét tay lên nghe luôn đấy. Làm gì Kali thụt về thì bắn thì ta lui một chút. Đấy, đơn giản không các bạn. Thôi ăn tạm con ta thần các bạn nhé. Đấy. Cho nên là xuyên suốt mùi trận đấu thì các bạn sẽ phải vận dụng những cái cách khác nhau. Quan trọng hơn hết là những các bạn phải hiểu chất tướng các bạn nhé. Các bạn sẽ vì hiểu được mấy đến chơi đến mấy dư là các bạn mới hiểu cái thằng Pen của chiếu thức gì. Đấy, thằng Lavi của chiếu gì và thằng Esu của chiếu gì các bạn phải biết đấy. Và thậm chí team địch của nó 5 thằng nó có những chiếu thức gì các bạn nhé. Các bạn phải biết được cái điều đấy thì các bạn mới có thể hiểu được những cái chiến thuật của mình. Đấy, chẳng hạn như thằng Lavi nó có chiếu 2 này được skill này đấy. Thì đó là một cái biết. Đấy, cho nên các bạn phải biết được rằng team mình mạnh yếu như nào, team địch mạnh yếu như nào và chơi ra sao. Trận đấu này mình thấy team địch pick như vậy, mình xác định luôn full đêm, full đám game này để mình đánh đầu cuối game, lết game thằng John ngay. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Cách chơi mình chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Đấy, và mình sẽ làm. Và ví dụ như đầu game nếu mà khó quá, team địch đánh hay quá, à, thì mình sẽ bắt thằng Vera di chuyển. Ví dụ như ranh đơn gặp nhiều cái ông Vera, ông cứ đứng ý mà một đường ấy, thì mình sẽ ra mình farm cùng để cho nó di chuyển này, hết lịch cho nó di chuyển. Bởi vì thằng Vera có farm hơn đi chăng nữa ấy, thì nó đầu game cũng thì một con boss giết được. Cho nên là mình đuổi nó, đuổi thằng Vera đi. Đấy, nó đi xuống rồng, mình đi lên kinh công. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất đơn giản. Nhưng mà thực ra để mà nói chiến thuật của mình nhìn đơn giản như vậy thôi, nhưng rất là khó làm. Đòi hỏi tất cả các bạn phải hiểu game. Các bạn phải hiểu game mà hiểu rất nhiều cái chiến thuật thì các bạn mới chơi thật tốt. Đó chẳng qua là do bản thân mình chơi thôi. Còn các bạn áp dụng thì nói chung là nếu gặp một trận đấu tương tự như này các bạn áp dụng được. Nhưng gặp những thế trận khác thì từ từ thì mình sẽ có những clip khác. Thì mình nghĩ clip đấy kết thúc rồi. Và đừng quên hãy để lại cho mình những cái nút comment thật tuyệt vời các bạn nhá. Hẹn gặp các bạn ở clip sau và tất cả các bạn em ạ. Yêu, bye bye.